showviet.vn bán đích mobile uy tín, giá rẻ, chất lượng hàng đầu Việt Nam, và hội trăng rằm cũng sắp tới rồi. Anh em lần đầu đăng nhập trên shop sẽ được tặng quà luôn nha. Cùng với nhiều sự kiện trung thu hấp dẫn và siêu khuyến mãi đặc thể, đặc biệt xả kho ác giá siêu rẻ luôn, chế độ bảo hành ngay khi các bạn gặp lỗi. Nhớ lên shop ủng hộ MoviVietnam nhé anh em ơi. Ba ơi, mùa ENA đi, anh Ngô Ba ơi, chơi ENA đi. Rất nhiều anh em muốn mình chơi con tướng này, một vị tướng đấu sĩ khá là khỏe ở vị trí sơ đường ta thân, nhưng hơi khó chơi một tí. Và lại còn lâu rồi không có chơi, thành ra là hôm nay tiếp tục có những pha múa khiến bạn khỉ đi vào lòng đất. Hay là mình đi vào lòng đất thì cái này anh em xem hồi sau sẽ rõ nha. Ok, tính vết mạng khỉ, nhưng mà gặp ngay bạn Pen đang pha màu đỏ nên mình quay xe một tí nha. Từ từ thôi, ok, từ từ luôn. Từ từ cho bạn đến số, từ từ nha. Ủa, cái gì vậy? Ủa, hình như có cái gì đó sai sai. Tự nhiên mình lại có cái chiêu nhảy nhở. Vô lý, thực sự là vô lý quá đi mà. Ây, coi như anh em chưa thấy cái gì nha. Thiệt là mù mắt quá đi rồi. Thôi coi như là chấp bạn ngộ khỉ một cái phép bổ trợ đi. Còn bây giờ mình sẽ bón hành cho ngộ khỉ bằng cách núp lùm combo. Các bạn núp lùm combo được chắc chắn là các bạn sẽ khỏe nhỉ. À, mình chụp cuối có rồi, lại bật chụp cuối lên múa tứ như trẻ em. Khi mà đánh thường nha, có mạng luôn. Game là dễ với ENA. Dù gì thì ENA khỏe hơn ngộ khỉ đầu game rất là nhiều luôn. Nên chúng ta hoàn toàn có thể chơi với cái thế ép. Thế ép đây các bạn có thể lúp lùm chủ động, sau đó thì anh em có thể là dặn trận lính trước của ngộ khỉ, khiến ngộ khỉ phải pha trong thế trong trụ và ngộ khỉ sẽ bị thọt vàng em ơi. Thậm chí là mình còn ép cho farm khó hơn nữa bằng cách là lúp lùm combo. Sắp tới những cái bụi nó sẽ gần trụ hơn và việc lúp lùm sẽ hiệu quả hơn nha. Nói chung là lúp lùm lúc nào cũng hay với bất kỳ một vị tướng nào. Thì các bạn lúp lùm chuẩn xác, lúp lùm đúng vị trí thì chúng ta sẽ lấy được lợi thế rất là dễ trong những pha tay đôi với nhau. Vì ở trong đội có thể quan sát được mọi thứ bên ngoài, còn bên ngoài thì không nhìn được trong đội có cái gì hết. Đó, mình ở trong tối mình có lợi hơn ở ngoài ánh sáng nha. À, vừa đỏ ra cước luôn. Thế là tướng của mùa 23 thì mô việc cũng làm sương sương là gần hết rồi. Cơ tướng nào thì anh em nhớ comment bên dưới để mình thực hiện nha. Anh vừa đỏ xong là ngộ khỉ trong bụi phía trên này, chơi luôn này. Và trước cuối múa tư cái chạm. Chúng rồi anh em ơi, đánh thường là có mạng. Khỉ quá đen. Ngập ngay ENA tập múa. Thực ra thì con này mình chơi cũng cùi, chơi yếu, nhưng mà cách chơi thì biết thừa, nên là vẫn có thể chơi được anh em ơi. Có cái kèo ngộ khỉ nó lại dễ, bởi vì ngộ khỉ đầu game yếu mà mình đầu game khỏe, hoàn toàn có thể là trái ngược nhau, nên mình ép khỉ nó đơn giản vô cùng luôn. Và quan trọng nhất anh em đó là lúc lùm, nhất là lúc lùm nhá, phải giấu cái sai của mình. Không là tướng địch biết mình đang đâu, tướng địch vội farm thì có lẽ là mình lại lao ra mình tóm thôi. Ngộ khỉ đâu, đây 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 đây, tứ nghe chạm lên trúng rồi anh em ơi, đánh thường và chưa một phát nữa, boom. Oh yes, từ từ lên bảng đến số 3-0 anh em ơi, game quá là dễ, đánh thế ép đơn giản với ENA. Thực ra có hai kiểu chơi, một là kiểu chơi anh em đánh thế ép, một kiểu chơi anh em đánh thế thủ. Thế thủ thì gặp những kèo khó hơn thì mình sẽ di chuyển cẩn thận hơn, mình sẽ lúc lùm nhiều hơn và mình đánh ôm trụ. Sau dọn lính xong mình sẽ di chuyển hỗ trợ team, còn các bạn chơi thế ép là các bạn ép cho top team bạn ngộp thở. Sau đó mình có thể cướp những bùa đỏ rồi quái nhỏ xung quanh ở cái cánh rừng mình quản lý nha. Bây giờ tiếp tục đến ép ngộ khỉ bằng cái lúp lùm ở đây đấy. Ủa? Ủa cái gì đấy? Ủa cái gì đó? Trời ơi! Ôi! Hình như là bạn Pen hơi xanh rồi. Ép thế này là toang, có khi là mất luôn cái trụ này. Tình hình là chơi thế ép hơi toang, bị ganh hơi nhiều là Pen lại quá xanh, nên là mình đi ăn hơi cùng với team nhé. Nghề cũ thôi, chơi nó cẩn thận hơn thôi nha em ơi. Chơi ẩu, chơi ép kiểu gì cũng bị ganh, mà trong khi đó Pen thì lại rất là xanh. Không hiểu Pen sao lại xanh như vậy sau khi là ganh lên mid và lên đồng team mình.
bạn đấy đã quá xanh và lỗi đen. Thế ra mình phải lên cái đai thống phép và cái giáp hiệp sĩ nha. Tình hình là gõ to đầu luôn. Ok ok, lúc lùm đây bạn ơi. Lúc lùm là nghề của Ena nha. Các bạn chơi Ena mà không lúc lùm các bạn sẽ yếu đó anh em ơi. Đây, bây giờ mình bất ngờ mình nao ra combo đi. Pain với chúng tôi. Ok. Ai là người chủ động hơn? Ai là người thấy người khác trước? Và ai là người từ trong bụi chơi ra? Người đó có lợi thế. Đấy là cái bụi nó quan trọng lắm anh em ơi. Đó, mình tiếp tục mình mon men cái bộ này. Mình lên mình lém cái chiêu 2 ra. Rồi mình lướt chiêu 1. Rồi mình bật chiêu cuối. Mình múa tứ người chạm. Rồi mình vận chiêu 1. Mình tốc biến. Oh yes. Lại ngon ngay. Thực ra thì con này bất ngờ lao ra từ những vị trí trong bụi ở ngang hông đội hình team bạn, phía sau đội hình team bạn đều rất là mạnh nha. Còn nếu các bạn lao về phía trước ý, thời điểm đầu game thì còn có thể được, còn đến cuối game thì sẽ rất là khó luôn. Ở trước này Ena thì đừng lên full Ena, lên semi một tí các bạn sẽ cho vào hơn. Semi các bạn lên hai cái đồ đầu tiên đó. Anh em thấy đai cắn phép này và cái giáp hiệp sĩ. Sau đó anh em thấy team bạn sát thương nào mạnh hơn thì các bạn sẽ lên cái đồ cấp 3 sớm hơn. Nếu trận đấu này Pain khỏe với Natalia thì mình lên cái hôn chút choi. Còn nếu team bạn mà sát thương vật lý đầu game khỏe hơn, ví dụ như đi rừng là sát thương vật lý Murat, Lacrosse, Nagi, mình xin thì các bạn lên cái khiên thức chiến trước nha. Dám đứng trước mặt mình tốc biến đến bắn mình. Ảo Ảo Makana dễ sợ luôn. Cứ nghĩ là mình khỏe, trong khi đó là mình khỏe hơn. Đánh thấp nha, đánh thấp nha. Mình sợ Pain rồi đó. Pain ở dưới thì thôi bắt khỉ đi. Khỉ vào đây, khỉ ơi, chắc là khỉ không dám vào, khỉ cũng fit anh em ơi. Thực sự khỉ cũng fit trận đấu này. Nên là mình ép được khỉ đầu game khiến team cũng dễ chơi. Mà khỉ bây giờ thò mặt ra là nó đập luôn. Chơi khí anh em ơi. Ôi cẩn thận Pain, cẩn thận Pain. Chơi Pain này, Pain không combo mình, Pain sai nha. Trời ơi sợ Pain vãi trường luôn. Anh em thấy có đồ kháng phép rồi mà quệt hai cái thôi là cũng gần đi luôn. Ôm lại còn bạn Manlock lượng ngục xuống quệt chưa một thì còn bục phá đấy chứ. Quá là ghê gớm luôn. Thế hiện tại thì mình đang lợi hơn một người này. À không, lợi thêm hai người này. Tuyệt vời này, chơi luôn. Rồi sau đó dọn cái lính ở đường giữa rồi chúng ta quan xe xa nha. Anh em ơi, nhanh Mark ơi. Mark trận đấu này là chơi chúng thuật đấu này hết chục cuối bạn đi farm. Sau đó có chục cuối bạn đấy đến viết mạng chứ không phải mở giao tranh. Chơi vậy team khó chơi. Nhưng không sao, bạn ăn được mạng là ok rồi. Ép được AD team bạn, ép được rừng với cả khỉ là ngon lắm rồi. Không nên quá yêu cầu ở vị trí SP nha em ơi. Các bạn chơi game mà các bạn thua, các bạn đổ tại SP thì sai nhá. SP chỉ là trợ thủ thôi. Mà trợ thủ không phải chủ lực của team. Mình chơi top, mình là chủ lực của team, mình phải gánh team. Chứ đừng đổ lỗi cho người này người khác. Đổ lỗi cho rừng không gank, đổ lỗi cho mid không gank, đổ lỗi cho SP fit, rồi AD fit thì lỗi của anh em nhá. Không phải lỗi của bạn đâu. Ok, bây giờ đi để lính và ép tiếp anh em ơi. Mùa xanh không ai ăn. Mình chọn lính xong mình ăn bột xanh nhé. Còn bột xanh thêm chút rồi chiêu. Hiện tại thì mình chưa mắc hồi chiêu bởi vì mới chỉ có là đâu đây là 25% thôi. Ăn bột xanh là mắc hồi chiêu nha. Ở combo của Ena chắc là không phải nói với anh em rồi, ai cũng biết và thực hiện rất là nhiều rồi. Đầu tiên anh em sẽ ném chiêu 2 ra trước, sau đó anh em đứt hai lần chiêu 1. Đó. Rồi bật chiêu cuối anh em đánh thường một phát, rồi anh em múa tứ nguyên chạm anh em đánh thường một phát, rồi anh em dùng chiêu 1 bụp bụp, nó rất là đơn giản luôn. Nhưng mà phải chuẩn xác nha, nhất là cái tứ nguyên chạm. Mình phải đứng sát tướng địch và múa đúng hướng di chuyển của tướng địch thì mới mạnh được. Đây, nuôi nha. Hoặc là các bạn có thể là lứt chiêu 1 lên hai lần, cho anh em ném chiêu 2 ra, anh em múa tứ nguyên chạm về cái hướng của chiêu 2. Sau đó các bạn muốn tự nhiên trúng chiêu 2 thì các bạn sẽ có bắt nghề chẳng. Cái này cũng không có khó, luyện tập một tí là chúng ta biết rồi. Nhưng mà trận đấu cũng hết mất tiêu rồi, chưa kịp muốn bắt nghề chẳng thì anh em thấy. Ok, và video của mình cũng có lẽ đến đây là hết rồi. Lý thuyết về tướng thì ok, nhưng mà thực hành thì cần luyện thêm.
hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.